Một, hai, ba. Em chỉ em hỏi cổ coi em chọn đúng không vậy? Dạ, anh chọn cái này Chắc không rồi. Không phải. Cái bên. Cái bên. Rồi cắt tóc hồi nào vậy? Em cắt được năm rồi. Nhìn Phạm Minh nhìn dở. Phải người này không? Áo xanh á. Áo xanh hả? Dạ. Ok, nhưng mà khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Em thấy bạn nữ là một người rất là cá tính, rất là quyết đoán trong công việc. Bạn đó là một người sống rất là nội tâm. Đúng không em? Đúng được miếng nào không? Khoảng trên 60%. Trời, giống làm thầy bói được rồi ha. Cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim mở ra? Bạn được. Được. Với lại em thấy bạn quyết đoán, em ấn tượng tốt. Ừ, có ấn tượng tốt là được rồi. Đó chỉ là mới sự khởi đầu thôi. Rồi, để tạo điều kiện cho các bạn tìm hiểu nhau kỹ hơn, thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa thật ngon miệng tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Quên mất lo trò chuyện nói cảm xúc mà quên tặng quà. Quà đi, tặng đi em. Anh tặng em món quà. Đúng rồi. Cảm ơn, em cũng có món quà. Rồi anh cảm ơn. Mình trao đổi thông tin về quà chút xíu coi. Em mở đi. Mở đi cưng. Cái này là cái tinh dầu. Thì anh nghĩ đối với một người con gái thì người ta sẽ có hai cái khoảng thời gian ở trong nhà mà lâu nhất, đó là trong nhà tắm với lại coi trong tủ quần áo. Thì anh nghĩ là trong cái lúc lựa quần áo thì để khởi đầu một cái chuyến đi thì mình có một cái mùi hương gì đó làm cho dễ chịu, để cái cuộc đi chơi nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn anh nha, em thích. Rồi còn món quà này gì đây? Đó là cái cây. Cây may mắn. Cố gắng trồng cho nó sống nha. Coi như là vun đắp cái cây tình yêu đó. Rồi, thế bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món bao tử cá tại nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Nhớ, ga lăng ha. Chăm sóc bạn gái. Rồi trò chuyện. Ít phút nữa chị Tường quay lại nha. Yeah. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Em đói chưa? Anh đến lâu chưa? Anh đến cũng cũng lâu. Hơi đói. Em cảm ơn. Hơi run quá nên hôm nay không có nói nhiều. Anh cũng gặp em, anh cũng run á. Em suy nghĩ về về gia đình như thế nào. Chứ phải là phải có sự tin tưởng. Anh thì nghĩ á là trong tình yêu mình cần phải có sự tôn trọng nhau nữa. Tức là trong một cái vấn đề nào đó thì có thể là người này sai người kia sai, nhưng mà để một cái sự việc mà đáng tiếc không có xảy ra thì mình nên có kiểu như là dung hòa lại. Nhưng mà tại vì công việc ở trên công ty á thì nó rất là stress rồi. Thành ra là khi mà về nhà thì anh muốn có một gì đó nó nhẹ nhàng. Em cũng thích là sau một ngày dài mệt mỏi rồi thì về thì ngôi nhà của mình là nơi mang lại cho mình sự bình yên, thoải mái. Em ăn đi không đói. Anh cũng ăn nha. Ok. Anh hay Gigamo, anh hay chơi ở đó. Vợ trước thì cứ khoảng tháng này á anh toàn đi xem phim một mình thôi à. Thì không biết là em có thích đi xem phim không? Lâu rồi em không đi, tại vì em có bùa đầu với công việc á. Anh thì muốn tìm một người vợ nào đó tìm hiểu trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm. Rồi mình để coi thời gian anh và em có hợp với nhau hay không, để mình tiến hơi bước nữa. Thì em nghĩ thời gian gặp ở đây thì nó cũng ngắn thôi. Đến mình để đi sâu hơn thì cũng phải có thời gian thêm để mà trò chuyện hơn. Đúng rồi, chẳng hạn như cuối tuần mình đi xem phim. Dạ. Yeah. Được không? Tôi thấy chốt cuối tuần đi xem phim là tôi vô rồi. Hay. Này lanh thiệt luôn nha, chị phục em á nha. Hôm nay em đi với ai? Em đi với sếp em. Em đi với sếp em. Không mời mẹ tới. Mẹ em mới bị té xe chị, bị đau chân. Trời ơi, sao nhà nhiều chuyện quá vậy? Dạ. Mẹ có bị nặng không? Dạ không chị, bị bầm chân chút thôi. Chút xíu nữa mình gọi điện cho mẹ được không? Dạ được chị. Được ha, thôi bây giờ mình mời sếp vô để nghe ý kiến của sếp trước nha. Dạ. Dạ. Em mời chị vô chị. Rồi, chào sếp. Nãy giờ lắng nghe câu chuyện của hai bạn trẻ ha. Dạ. Không biết là ý kiến của chị như thế nào, nhận xét gì về cặp đôi ngày hôm nay? Thì em cảm thấy là hai bạn rất là hợp nhau đó.
Em với Trang thì chủ yếu tiếp xúc trong công việc là chính, thì Trang là một người rất là có trách nhiệm trong công việc. Quãng thời gian qua thì ba Trang bệnh rồi ba Trang mất thì em cũng đồng hành cùng gia đình Trang nên cũng thân thiết, thì thấy Trang là chị cả trong gia đình thì có trách nhiệm với gia đình luôn. Nó có nhận xét gì về chàng Trang ngày hôm nay không? Thấy rất là hiền, dễ thương. Em thấy đặc biệt là bạn trai cũng rất là thích cây cối, và bạn Trang là đang Trang là người rất là yêu cây, nhưng mà nhược điểm là Trang yêu cây nhưng mà Trang không biết trồng cây. Nếu mà được thì sau này bạn chồng con Trang chụp hình. À trời ơi, yêu cây để chụp hình thôi hả? Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều, để hy vọng ngày hôm nay các bạn ấy sẽ chạm được tới nhau ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình gọi cho mẹ nhé, để chị hỏi thăm mẹ sức khỏe mẹ vài câu, rồi coi mẹ có nhận xét anh bạn này hôm nay như thế nào. Dạ chị. Đâu rồi? Hai mẹ. Hello. Dạ. Sao á? Dạ đang quay. Dạ con chào cô. Dạ chị Khắc Tường. Ồ cô biết con hả? Dạ biết chứ. Dạ. Cô khỏe không? Con nghe cô nghe già quá. Kêu chị hả? Dạ. Vậy chị khỏe không? Em nghe chị mới bị té xe gì nữa phải không? Dạ đúng rồi. Dạ cẩn thận nha chị nha. Cẩn thận. Em cũng mới có nghe hỏi thăm về tình trạng gia đình mình thôi. Em cũng chia buồn với gia đình chị, nhưng mà chị giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi rồi, em trai của Trang đâu? Dạ đây. Dạ. Hello. 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 Biết cô không? Dạ. Nói cho. Ăn cơm chưa? Ừ, Cát Tường. Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Rồi bây giờ cô Tường hỏi thăm mẹ con nè, bữa nay á là mẹ với con là biết là chị Trang đi đâu không? Biết rồi. Dạ. Bây giờ con giới thiệu cho cô ha. Hôm nay con giới thiệu cho cô cái em giới thiệu cho chị. Lộn. Yêu cầu cái bằng chị. Bây giờ em giới thiệu cho chị cái người bạn trai hôm nay là chương trình là giới thiệu cho con gái của mình. Để coi cô có ý kiến gì không nha. Rồi đưa đây, đưa điện thoại đây, tôi làm việc cho. Đây. Dạ, con chào bác ạ. Dạ bác, chân của bác có lành lại chưa ạ? Đã đỡ rồi. Dạ. Bác gặp con rồi, bác thấy con sao không bác? Nói lớn lên quay. Bác gặp con rồi, bác thấy con như thế nào ạ? Dạ. Dạ, vậy khi nào mà bác đi khám bệnh thì Trang bận quá thì bác kêu con đi khám, chở bác đi khám cũng được. Dạ, coi như là bạn bè thôi. Được không bác? Dạ. Bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ chị có yêu cầu gì về con rể tương lai không? Hiền. Hiền. Dạ. Biết rồi. Giờ muốn cho Trang đi làm dâu hay là muốn bắt rể? Dạ, có ba má con rồi đó. Có ba má con rồi đó. Dạ. Quê ở đâu rồi? Ở đây luôn mẹ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Gần xịt. Sao? Gần thì ở đây. Gần thì về dưới thì có vậy thôi. Tao được. Gần quá mà ha. Rồi thôi cái chuyện đó cho đôi trẻ tính ha. Rồi em cảm ơn chị nha. Giờ chúc cho chị với gia đình là luôn nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Bye bye. Thật ra là mình biết là gia đình Trang cũng vừa trải qua những cái mất mát, nhưng mà có những mẹ con đùm bọc nhau như vậy. Nếu hôm nay mà em có duyên mà được kết nối với bạn thì chị hy vọng rằng là em cũng là một cái người có thể là một cái chỗ dựa vững chắc, nhất là về tinh thần, để Trang có thể san sẻ bớt những cái gánh nặng, những cái lo âu trong cuộc sống. Rồi bây giờ chị sẽ mời hai bạn nè, bây giờ chơi trò chơi chút xíu. Rồi có hai lá thôi, mỗi đứa bóc lá cứ khỏi suy nghĩ. Rồi xong, đọc lớn lên yêu cầu trong đó giùm chị Tường đi. Hãy tưởng tượng bạn nữ đang chải tóc trước gương. Bạn nam tiến đến chải cho bạn nữ và nói lời yêu thương. Trời ơi trời, giờ nó tóc ngắn rồi, hèn chi để cái lược ở đây. Giờ em làm bộ cầm lược đang chải đầu đi. Giống như đang đóng phim vậy đó. Chải đi em phải chải người ta mới tới được chứ. Rồi qua. Để anh chải tóc cho em nha. Dạ cảm ơn anh. Anh thật ra thì anh cũng không có biết chải tóc cho phụ nữ đâu. Đây là lần đầu tiên anh chải đó. Rồi sao nữa, tỏ tình, tỏ thính em, anh sẽ chải suốt đời gì đó. Trời, chải tiếp đi. Tại vì chải suốt đời là để sau khi mà mình có hứa hẹn thì mình có một cái sự chối buộc của con tim á, thì lúc đó mình nói thì nó sẽ
mang tính chất là hành động nhiều hơn. Còn hiện nay thì mới gặp mặt thì chỉ là bạn thôi. Đọc cái này luôn, làm luôn đi, chị thấy nó cũng hợp đứng đó đó. Hãy tưởng tượng buổi sáng trước khi đi làm, bạn nữ chỉnh lại quần áo, sắn tay áo cho bạn nam và nói lời dặn dò yêu thương. Đó, hồi nãy người ta phiền em đứng xích ra đây xíu nè. Rồi qua sẽ áo, sắn tay áo lên, áo xăng lên cho nó năng động đó, rồi nói dặn dò gì đó. Em bộ nhớ cổ áo lại nha. Nhưng bây giờ sắn tay áo nè, sắn lên rồi dặn dò gì nói đi. Gần quá thấy cảm thấy là cái nhịp tim nó rung hơn bình thường, nó bị loạn nhịp, tay nó hơi rung chị. Ở im cho vợ dặn kìa ông ơi, dặn đi em. Anh đi làm vừa về sớm với em, đi ăn với em. Thôi rồi chồng đi làm xăng tay áo thôi hả cưng? Trước mắt là vậy chị. Trời ơi, trước mắt là vậy luôn. Xăng tay áo thôi. Sớm hay mình đây được. Anh đi làm chiều về sớm với em hả? Đi ăn với em. Anh có thì ăn uống. Anh cũng cũng thích đi ra ngoài ăn uống. Ừ, anh cảm ơn em nha. Đẹp rồi đó. Dễ thương rồi, hai bạn về chỗ. Thật ra đó là một những cái thử thách cho nó vui. Để chi biết không? Nói chuyện là một chuyện, va chạm là một chuyện khác. Nó là cái cảm xúc. Cho nên chương trình muốn giúp cho hai bạn đo cái cảm xúc trong lòng của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay, nó là một cái duyên cho các bạn gặp nhau. Chị nói lại, vai trò của chị chỉ là cái người đưa đò thôi. Nếu sau 3 tiếng đếm của chị mà các bạn đồng ý hẹn hò với nhau thì mình bấm mạnh vào nút bấm. Không đồng ý, mình có quyền lấy tay ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ, mình đang cần cái điều gì? Mình có thể cho bản thân mình một cơ hội và đối phương một cơ hội hay không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nhắm mắt lại giùm chị Tường nha. 1 2 Suy nghĩ lại những gì ta đã trao đổi từ nãy giờ. Nhắm mắt lại và tưởng tượng đến đối phương. 3 Hết thời gian. Mời em qua đây đứng cái đã. Bây giờ cảm xúc của hai bạn như thế nào khi bây giờ là mình chính thức trở thành một cặp đôi để sẵn sàng tìm hiểu nhau? Em cũng cảm ơn là chương trình đã cho em một cái duyên để gặp bạn Trang. Nếu mà mình hợp, mình tiến được với nhau thì mình sẽ bước tới một bước nữa. Trang có đồng ý không? Đồng ý. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình tìm được người bạn mới có thể tiến xa hơn. Đây, cầm món quà là trên tay. Tôi đặt nó là tên cây tình yêu. Ngày hôm nay tình yêu hai bạn đã bắt đầu như một cái cây như thế này, đang xanh tươi. Còn cái việc mà chăm sóc nó như thế nào, nó sống được bao lâu là do các bạn. Mình phải nhân giống nó lên. Ý chị nói rằng là trong cuộc sống nó còn ở phía trước rất dài, hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Thì chị hy vọng một ngày nào đó với cái sự quan tâm của các em dành cho nhau, nếu phải duyên hai bạn sẽ báo tin vui cho chương trình. Cố gắng lên nha. Cảm ơn chị. Rồi, đây chị cũng thay mặt chương trình gửi tặng cho em một món quà để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, vẫn nắm tay nhau. Trời ơi, mới có nhận quà xong cái buông tay nhau ra. Kính thưa quý vị, hôm nay rất vui vì Tường cũng đã mai mối được cho cặp đôi này. Tường nghĩ rằng họ cũng là những người trưởng thành, hiểu chuyện và có thể là sẽ san sẻ được với nhau những cái gánh nặng, những lo toan, thậm chí là cùng nhau hưởng thụ những cái niềm vui trong cuộc sống. Thì ở đây thì chỉ có team biên tập của chương trình thôi. Em tên là Thi Anh, còn lại là có biên tập Tuyết Nhung và bạn Uyên Uyên nữa. Thì hôm nay chương trình là phỏng vấn cũng nhanh thôi, nên là mình còn khá là nhiều người phía sau ấy. Thì bây giờ anh chủ động anh chia sẻ về bản thân mình nha, họ tên, tuổi và công việc của anh đi ạ. Vâng, thì trước tiên thì anh cũng chào chương trình, thì anh cũng xin giới thiệu thì anh tên là Ngô Minh Tuấn, sinh năm 1978 và hiện chỗ hiện nay của anh là tại phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, và hiện tại anh đang làm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sơn Si tại địa chỉ 96 Văn Luân, phường 5, quận Bình Thạnh. Nói chung là cái địa điểm hiện đây thì đang đọc bài hả? Anh đang đọc bài đúng không? Sao? Anh đang in bài ra anh đọc bài đúng không? Không có, này là hồ sơ làm thôi chứ không có. Rồi em giỡn cho vui thôi. Là hiện tại là anh đang làm ở Phú Nhuận đúng không? Đúng rồi.
Dạ, Đang ở địa chuyên bàn môn của phố Hồ anh Chí là làm gì ạ? Chuyên môn của anh là làm gì? Minh. À, thì chuyên môn của anh thì nói chung thì nói ra nó hay nha, có hai đoạn thì anh nói luôn, lúc anh mới vào và công ty này anh là chuyên viên kỹ thuật một lát, là chuyên là testing thì tất cả các mẫu vật liệu khi nhà máy sản xuất gửi về cho anh thì anh phải test, chờ tới ngày nó có kết quả coi là nó đạt hay không đạt, đạt thì cho ra thị trường, còn nhà máy người ta kiểm tra lại đó. Thì mình thì cho đến năm vừa rồi tháng 8 năm 2022 vừa rồi thì công ty điều động là anh ra công trình là làm giám sát kỹ thuật công trình đó, nhưng mà hiện tại bây giờ là anh ơi Cái chương trình mình bữa giờ không, anh cứ chia sẻ đi anh ạ, anh cứ chia sẻ đi ạ. thì đó, thì anh nói là công việc của anh hiện tại bây giờ là coi như là anh vừa làm văn phòng vừa làm công trình, coi như có thể là mà 2 3 ngày anh làm công trình luôn không chừng, còn khi nào không có việc ít đó, thì anh sẽ về văn phòng, ví dụ như là hôm nay thì anh nằm ở văn phòng đó, ngày mai thì anh phải đi công trình đó, anh ra ngoài chung là anh coi đó, ví dụ như anh coi kiểm tra chất lượng thôi, chứ gì đó như là coi những cái đầu thi công người ta đã làm rồi, bây giờ mình ra mình kiểm tra lại là coi là người ta làm có đúng quy trình này nọ thì hay không, để mình chụp hình gửi ảnh báo cáo về cho công ty thôi, đó là cái nhiệm vụ chính của anh đó. Thì còn nếu mà nói về sau thì năm anh 18 tuổi anh tốt nghiệp lớp 12 xong rồi anh đi bộ đội, anh đi bộ đội cũng 10 năm, anh đi tại bộ đội thành phố Hồ Chí Minh đó, ở dưới địa chỉ 291 Bản 8 phường 2 quận 10, anh đóng quân tại đó, anh ở đó cho đến 10 năm thì anh xin ra quân, đúng là anh đi luôn chứ không có chứ không có về, nhưng mà tới thời gian đó thì anh cảm thấy như là nó như là lương thấp nữa, đúng ra là thời điểm đó là lương thấp, lương siêu quý đó, lúc mới ra trường thì năm 2003 nó mới 700.000 thôi đó, nhưng bắt đầu làm thấp quá thì nói chung không đủ để cuộc sống, cho đến đó đến nó đầu cái qua năm tới năm 2005 thì làm đơn xin ra quân xin phục viên trở về địa phương để anh xin tìm công việc khác, thì cho đến cuối năm 2006 31 tháng 12 năm 2006 thì phía đơn vị là đủ quyết định cho anh phục viên trở về địa phương, thì sau khi trở về địa phương thì anh cũng có tham gia công tác địa phương nói chung là cũng 2 năm đó. Thì sau 2 năm đó thì anh suy nghĩ thì anh mới chuyển vô là phía tập đoàn xây dựng ở dưới thành phố Hồ Chí Minh này anh làm cho đến giờ, vì đây là nó đúng chuyên ngành chuyên môn của anh. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình nói về cái phần trước đây đi, là anh đã từng lập gia đình gì chưa ha? À, thì nói về bản thân á thì anh cũng đã lập gia đình nhưng nói chung là cũng trễ, hôm nay anh có được một bé trai làm được 6 tuổi, bé trai mới vào học ở đây cũng được vài tháng, thì anh với mẹ bé chia tay nay là cũng đã hơn 2 năm, thì bé thì kỳ bé hiện tại đang ở với anh, bé không chịu ở với mẹ đó. Bé theo anh ở với anh đến hiện tại giờ thì chỉ có 2 cha con ở riêng thôi. Ừ, mà sao mình lại ly hôn anh? Anh nói như cứ trong cuộc sống thì nhiều khi là cũng không có ai trọn vẹn, cứ nhiều khi cũng có một người cũng có lợi một chút, nhưng mà cái giờ cảm thấy giờ 2 người như là không thể ngồi lại để mà để như là thống nhất được với nhau, thì thôi bây giờ mình giải thoát để cho hẳn thì ai nấy ra, có thể là ta tìm được một cái sống riêng cho người ta thoải hơn thôi. Nói chung là về cái bản tính anh đó thì nó rất là đơn giản, anh hôm nay anh cũng trình bày cũng anh cũng có rõ ràng thắng luôn. Thật sự tính anh thì anh đi sống trong môi trường động 10 năm anh quen rồi, ăn to nói lớn nhiều khi ai dạy thì anh chịu thôi, chứ anh cũng quen rồi, to rõ dứt khoát không có nói gì mà anh được, anh tính anh vậy. Thì nói chung anh thì không có biết là rượu bia thuốc lá gì hết, từ nhỏ lớn rồi luôn, cho nên hiện tại bây giờ anh không uống đồ không uống thuốc không biết gì hết, chỉ uống cà phê thôi, một ngày là như là 3 cữ cà phê sữa đá, chứ cà phê đen không uống, anh uống cà phê sữa đá một ngày là anh uống là 3 cữ gì đó, thích đi chơi đây đó như là tham quan thì nọ tham gì đó, chứ ngoài thì anh không thích như là những như là nó quá đông người, ví dụ như là ăn nhậu hay là hát hò là không có, thì anh không thích gì, anh không thích đam mê gì mấy Rồi bây giờ đó. anh mong muốn là tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì anh thì nói chung thì anh thì sống thì nó rất đơn giản, anh chỉ thích người bạn gái chung mà vừa nhìn không đẹp không xấu gì hết, nhưng mà cái này thì rất là thích gọn gàng,
con gà nó hiểu là bây giờ yêu rồi mình đã mặc một cái phù hợp, con gà nhìn vô là sạch sẽ chứ không cần là mình nói như là mặc một cái gì đó đẹp hay là một người mẫu một cái gì đó, anh nói là ví dụ như vậy, chỉ cần đơn giản xấu đẹp gì á không quan trọng, điều đó là mình khi bước ra đường nhìn cái người mình gọn gàng sạch sẽ thì tự nhiên nó cũng có một cái cảm giác thu hút. Rồi tuổi tác đó, tuổi tác với vùng miền bạn gái sao anh, tuổi tác với vùng miền của bạn gái sao nè? Thì nói chung thì sự bây giờ là nếu mà nói theo thích thì cũng khó lắm, vì duyên số thì khi mình gặp ở đâu thì cảm thấy hợp phù hợp với nhau, hiểu nhau được, mình tin nhau được thì có thể là mình đến. Ý là bạn gái lớn tuổi hơn anh được không, hay bằng tuổi anh trở xuống á, tuổi bạn gái á, bằng tuổi anh hay là? Thì nói chung thì bây giờ năm nay anh cũng 45 rồi, anh sinh năm 78 đó, thì nói chung giờ thì bây giờ nói anh cũng biết nó sao, thì nói chung thì lớn hơn 1-2 tuổi hay bằng nhau hay nhỏ hơn nữa thì chuyện đó mình cũng không phải nói, cũng không phải nói được được, quan trọng là khi gặp nhau vô đi mình có cảm giác với nhau rồi thích nhau là sự tự động chứ không cảm giác đâu, chứ còn lớn 1-2 tuổi hay là 20 tuổi hay là gì đó thì cũng đâu quan trọng gì đâu. Ừ rồi ok, cảm ơn anh ha. Nói chung hôm nay là chỉ là buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, nếu mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo sớm cho anh biết để anh sắp xếp tham gia nha. Vâng, cảm ơn chương trình. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Mình bấm nút đỏ phát cuộc gọi giúp tụi em nha. Ok. Rồi, chào anh Thọ ha. Dạ vâng. Mình đang ngồi ngoài vườn hả, ngoài sân hả? Em đang ngồi quán cà phê ngay chỗ nhà ấy. Quán cà phê ngay chỗ nhà. Rồi. Vâng. Ở đây thì chỉ có team biên tập của chương trình thôi, nên là mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình, họ tên, tuổi, rồi công việc ha. Dạ vâng. Rồi. Em là Lê Văn Thọ, tên đầy đủ là Lê Văn Thọ đấy ạ. Ừ. Vâng, em sinh năm 1990. Ừ. Em quê gốc là ở Thanh Hóa cơ, nhưng mà hiện tại em đang sống ở Bình Dương. Ừ. Vâng, thì trước đây à, em đang làm kinh doanh ở bên Bình Dương thôi ạ. Ừ. Kinh doanh là em tự kinh doanh, em là nhân viên kinh doanh hay là em kinh doanh về mảng nào? Đấy, em là nhân viên kinh doanh với lại phụ anh chị kinh doanh luôn đấy ạ. Nói chung là cũng làm mấy công việc một lúc đấy ạ. Về cái gì em? À, cái về bất động sản và thực phẩm chức năng đó chị ạ. Nhà có làm thuốc mà. Nhà làm thuốc hả? Vâng. Thuốc bổ hả? Hay là chỉ là đơn là những cái thực phẩm chức năng bình thường thôi? Anh chị có mấy quầy thuốc ấy, chị với lại bán đồ thực phẩm thiết yếu luôn đấy, giống như là một cái siêu thị mini á. Vâng. Rồi thì mày điểm yếu của em là gì Thọ? Em có thể là điểm mạnh của em là xem nào, em có thể làm việc độc lập được và làm một việc một lúc nhiều công việc. Điểm mạnh nói chung là làm việc hội nhóm hay là các thứ thì có thể là rất ok, có thể là cầm một team cũng ok đấy. Dạ, nó cân team được đó hả? Điểm yếu của em là chắc là nhiều lúc là vấn đề tình cảm, thì mình nhiều lúc là vấn đề tình cảm để ảnh hưởng đến công việc đấy chị ạ. Tình cảm ảnh hưởng đến công việc là sao? Ví dụ như là một vấn đề gì đấy mà quyết định một công việc gì đấy, nhưng mà mình vì gia đình mình có thể là lôi lên lại đấy, kiểu dạng là thế, mình có thể mất cơ hội chỗ đấy đấy. Tức là quan tâm đến tình cảm gia đình nhiều hơn. Đúng rồi, nói chung là đấy. Bố mẹ em là còn ở ngoài Thanh Hóa hay là bố mẹ em ở trong này rồi? Bố mẹ em ở Thanh Hóa chị ạ, bố mẹ em thì làm công tác xã hội nên bố mẹ em ở ngoài quê ạ. Vâng. Rồi. Bây giờ là tình trường của em thì sao? Vậy em có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì cũng có vợ một con rồi, nhưng mà ly hôn từ 2016 đấy chị. 7-8 năm rồi đấy. Có con rồi, ly hôn 2016 rồi, con được bao nhiêu tuổi rồi? Con em được 9 tuổi rồi ạ. Con đang sống với ai em? Con đang ở với bà ngoại, nói chung không ở với bố với mẹ mà ở với bà thôi. Này vợ em có đang ở Bình Dương luôn không hay là vợ em ở đâu? Vợ em ở ngoài Bắc. Là ly hôn xong là vợ em ở ngoài Bắc. Vâng. Em chia sẻ kỹ hơn một chút xíu về cái cuộc hôn nhân của em đi. Hôn nhân á, thì nói chung là cũng quen nhau 4 năm sau cưới nhau được 2 năm là ly hôn đấy chị.
Vâng. Cưới được 2 năm thôi hả? Vâng ạ. Rồi lúc đấy là con mới được khoảng 1 tuổi thôi đúng không? Vâng, hơn 1 tuổi đấy ạ. Rồi sao ly hôn này? Ý là chị muốn hỏi là tại sao lại ly hôn? Tụi em cũng có một khoảng thời gian tìm hiểu trên 4 năm mà. Nói chung là em cũng lấy vợ hơi sớm, mà vợ em lại cũng đang còn trẻ quá, mà cái lúc đấy thì đang mãi làm ăn quá nên nhiều lúc là mình không quan tâm được vợ nhiều, mình mãi vấn đề làm ăn thôi đấy. Ừ. Mà để cho vợ có cuộc sống nó thoải mái, nhưng mình nhiều lúc là nói chung là do vấn đề là do cả hai chị ạ. Ừ. Và... em cưới năm bao nhiêu ta? Cưới năm 2014 là mới 24 tuổi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi chị ạ. Rồi sau, tức là sau khi ly hôn xong thì em mới vào Bình Dương em lập nghiệp tiếp hay là trước đây em đã ở Bình Dương rồi? Sau khi ly hôn thì em vẫn ở Hà Nội. Em ở Hà Nội. Xong rồi em vào Bình Dương được gần 2 năm nay. Là hàng tháng đã gửi tiền về để nuôi con gái. Con trai ạ. À con trai. Vâng. Thì con mình chứ chị, mình phải trách nhiệm biết. Vâng. Rồi. À, vậy thì từ lúc ly hôn đến nay thì em có tìm hiểu ai khác không? Em có quen một bạn nhưng mà cũng chia tay rồi chị ạ. Lý do? Không hợp nhau hay là sao? Không, lý do là người ta chưa có gia đình và người ta cũng sống rất tốt. Sau này thì người ta lại nhận bố mẹ em làm bố mẹ nuôi. Và đã. Rồi giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Thực ra là bản thân là từng trải rồi, mà thực ra là mình vào đây là mình xây làm lại cuộc sống, làm lại kinh tế các thứ ấy. Mình chỉ cần một người, đối với em là không quan trọng đối tác đâu nhá. Hay là tình trạng hôn nhân, chỉ cần một người là đủ chín chắn và muốn kiểu như là chuẩn bị mọi thứ để lập gia đình rồi đấy, kiểu dạng thế. Còn không cần thiết là phải giàu sang hay là phải như thế này hay là như thế kia, quan trọng là thời điểm xuất phát với nhau như thế nào thôi chị. Tức là bạn gái đó ly hôn rồi ok hết đúng không? Vâng, không quan trọng. Nói chung là mọi thứ là hợp pháp rõ ràng rồi là ok. Về ngoại hình có yêu cầu gì đặc biệt không? Em cao mét bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký? Em này? Cao 1m67 ạ. Nặng 64 kg. 64 kg. Rồi giờ cái thu nhập mỗi tháng của em nó ổn không? Rồi trong đây em mua nhà chưa? Tài sản thì em đang ở quê, vì em nói chung là khi mà xác định lấy vợ thì em mới chuyển tài sản vào trong này. Tức là ở quê là có nhà thôi. Em chưa có nhà nhưng em có tài sản đất rồi. Tức là đợi lấy vợ xem ở đâu rồi bán đất ở đó rồi vào đây lập nghiệp kinh doanh đúng không? Đúng rồi, vì thực ra là em vào đây là em xác định ở trong này rồi chứ không phải là về quê nữa. Nếu mà về em lại thì lại, vì nhà em cũng có kinh doanh ở ngoài quê nên em muốn vào đây thay đổi. Nhưng mà cái chuyên ngành chính ban đầu của em là em làm cái gì vậy Thọ? Trước đây em làm cho tập đoàn Samsung ấy, ngoài Thái Nguyên ấy, Bắc Ninh ấy. Em giữ vị trí lúc đấy là ship leader ấy chị. Cũng vị trí là khá ok. Khá ok một tập đoàn lớn ấy. Nhưng này, mà em học xong rồi ra trường em lấy vợ luôn hả? Đầu tiên là em có học sư phạm nhưng em bỏ xong rồi em về học trung cấp. Học đại học sư phạm Hà Nội đó. Vâng, ngoài quê. Xong rồi em bảo em về học trung cấp. Học trung cấp thì học trung cấp xong cái là em đi làm luôn đấy chị. Và rồi ok cảm ơn Thọ ha. Hôm nay chỉ là phỏng vấn sơ lược thôi, thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em về cái lịch ghi hình nha. Dạ vâng, ok chị ạ. Ok cảm ơn Thọ, chào em bấm nút đỏ ấn phát cuộc gọi giúp chị nha. Ok em chào chị ạ. Chào em.